Đây là hạt mắc khén. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bò phơi nắng có gia vị của Tây Bắc. Thì đây, nguyên liệu này. Có hạt mắc khén. Hạt mắc khén này thì mình mua Bắc Tân Hoa Ban Phúc đó. Hạt dổi rừng, thịt bò, gừng, ớt. Đây là hạt mắc khén mình đã xay nhuyễn nè. Hạt dổi mình đã nướng và giã ra. Bây giờ mình sẽ ướp. Đây, hạt dổi mình sẽ bỏ hạt dổi vào. Hạt mắc khén. Gừng với ớt, mình sẽ bỏ gừng với ớt vào. Nếu các bạn thích ăn cay thì các bạn cho nhiều ớt hơn hoặc là giảm ớt đi nha các bạn. Mùi mắc khén với hạt dổi rất là thơm. Mình thấy mùi hạt dổi thì nó có mùi giống như mùi xá xỉ đó các bạn. Thịt bò mình đã ướp xong gia vị nha. Bây giờ mình sẽ ướp khoảng 4 tiếng xong mình đem đi phơi nắng. Đây là thịt bò một nắng mình mới phơi ngày hôm nay nè các bạn. Hôm nay mình phơi được một nắng. Nhìn miếng thịt bò nó đỏ, ngon không? Mùi mắc khén với hạt dổi rất là thơm.